cáo phó. Thiền sư Thích Nhất Hạnh Viên Tịch, Tổ đình Từ Hiếu, Đạo tràng Mai Thôn. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni Kính, Khải Bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị thân hữu, thiền sinh và Phật tử cư sĩ các giới nơi khắp nơi trên thế giới. Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, vào lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2021, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, thiền sư pháp hiệu Trước Nhất Sau Hạnh, niên trưởng trú trì Tổ đình Từ Hiếu, đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình, nơi người đã xuất gia cách đây 80 năm, trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sư ông Làng Mai, là bậc thầy hướng dẫn tâm linh có công hạnh hoằng hóa rộng rãi và ảnh hưởng sâu dày trên khắp thế giới. Thiền sư đồng thời là một nhà văn hóa, một nhà văn, một nhà thơ, một học giả, một sử gia và một nhà hoạt động hòa bình. Thiền sư được biết đến qua những buổi thuyết giảng công cộng cho cả hàng chục ngàn người và hơn 120 tác phẩm xuất bản giá trị. Thiền sư đã mở rộng ra hướng đi và phát triển những pháp môn thực tập với nhiều khóa tu dành cho các nhà giáo dục, thanh thiếu niên, nghệ sĩ, doanh nhân, các nhà lãnh đạo, y bác sĩ. Bên cạnh sự nghiệp hoằng pháp, thiền sư cũng đã tổ chức nhiều đại giới đàn và lễ truyền đăng Việt hóa nghi lễ và tân tu giới bản để tiếp dẫn hậu lai. Mục sư Martin Luther King vinh danh thiền sư như là một thánh tông đồ của hòa bình và bất bạo động khi đề cử người cho giải Nobel Hòa bình vào năm 1967. Trong gần 40 năm sống xa quê hương, thiền sư là một trong những người tiên phong mang đạo Bụt, đặc biệt là pháp môn chánh niệm đến xã hội phương Tây và góp phần xây dựng một cộng đồng Phật giáo dấn thân cho thế kỷ 21 với gần 1.250 đệ tử xuất gia, hàng triệu đệ tử tại gia và hàng trăm triệu độc giả trên khắp năm châu. Rất nhiều học trò của thiền sư đã gặt hái được nhiều hoa trái trong sự thực tập và tiếp nối được sự nghiệp hoằng hóa mà thiền sư trao truyền suốt những thập kỷ qua. Sơ lược tiểu sử. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sanh năm Bính Dần 1926 tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, là con kế út trong gia đình có 6 anh chị em. Cha là cụ ông Nguyễn Đình Phúc, mẹ là cụ bà Trần Thị Dĩ. Năm 1942, xuất gia tại Tổ đình Từ Hiếu với thiền sư Thanh Quý Chân Thật, được ban pháp danh Trần Quang. Tháng 9 năm 1945, thọ giới sa di với bổn sư được ban pháp tự Phùng Xuân.
năm 1947 theo học Phật, học đường Báo Quốc, Huế. Năm 1949 rời Huế vào Sài Gòn, tiếp tục tu học, bắt đầu sự nghiệp sáng tác với pháp hiệu Thích Nhất Hạnh, một trong nhiều bút hiệu của thiền sư, đồng sáng lập chùa Ấn Quang, làm giáo thọ Phật học đường Nam Việt. Tháng 10 năm 1951, thọ giới lớn tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn với Hòa Thượng Đường Đầu, Thích Đôn Hậu. Năm 1954, Tổng Giáo hội Phật giáo giao trách nhiệm cải cách giáo dục, làm giám học Phật đường Nam Việt. Năm 1955, làm chủ bút Nguyệt Sang Phật giáo Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1957, thành lập Phương Bối Am, Bảo Lộc. Năm 1961 đến năm 1963, tham học, nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Princeton và Columbia, Hoa Kỳ, sáng tác Đoạn Văn Bông Hồng Cài Áo. Năm 1964, được mời trở về Việt Nam tham gia lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thành lập Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn tại Chùa Pháp Hội, tiền thân của Viện Đại học Vạn Hạnh, và xuất bản Lá Bối, làm chủ bút Tuần Sang Hải Triều Âm, cơ quan ngôn luận của Viện Hóa Đạo. Năm 1965, thành lập Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội. Năm 1966, thành lập dòng tu Tiếp Hiện. Ngày 1 tháng 5 năm 1966, được Bổn Sư Phú Pháp truyền đăng tại Chùa Từ Hiếu và được kế thừa trú trì Tổ đình Từ Hiếu sau khi Bổn Sư viên tịch. Ngày 11 tháng 5 năm 1966, rời Việt Nam kêu gọi hòa bình, bắt đầu 39 năm lưu vong. Năm 1967, được Mục sư Martin Luther King đề cử giải Nobel Hòa Bình. Năm 1968 đến năm 1973, vận động hòa bình cho Hội nghị Hòa bình Paris 1968 đến năm 1973. Trong thời gian này, được mời dạy môn lịch sử Phật giáo Việt Nam tại trường Đại học Sorbonne, Pháp Quốc, và soạn Việt Nam Phật giáo Sử luận 3 tập với bút hiệu Nguyễn Lan. Tháng 9 năm 1970, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chính thức đề cử làm lãnh đạo Phái đoàn Phật giáo Hòa Bình tại Hội nghị Paris. Tháng 5 năm 1970, tham gia soạn thảo tuyên ngôn Manton về vấn đề tàn hại sinh môi, ô nhiễm môi trường và sự gia tăng dân số, cùng các cộng sự gặp ông U Thant, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và được ông cam kết yểm trợ. Năm 1972, chủ trì hội nghị môi trường có tên đại đồng với nội dung sinh thái học bề sâu, tính tương tức và tầm quan trọng của việc bảo hộ trái đất. Năm 1971, thành lập Phương Vân Am, Paris. Năm 1976, cứu giúp thuyền nhân và thực hiện chương trình Máu Chảy Ruột Mềm. Năm 1982,
thành lập đạo tràng Mai Thôn tại Pháp. Năm 1998, thành lập tu viện Thanh Sơn, Hoa Kỳ. Năm 2000, thành lập tu viện Lộc Uyển, Hoa Kỳ. Năm 1999, cùng với các chủ nhân giải Nobel Hòa Bình, soạn thảo tuyên ngôn 2000 về một nền hòa bình và bất bạo động cho thiên niên kỷ mới. Năm 2005, trở về Việt Nam lần thứ nhất, thành lập tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc. Năm 2007, trở về Việt Nam lần thứ hai, tổ chức ba đại trai đàn bình đẳng chẩn tế tại ba miền. Năm 2008, trở về Việt Nam lần thứ ba, thuyết giảng tại lễ Visak Liên Hiệp Quốc. Từ năm 2008, thành lập Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu, Đức, Tu Viện Bích Nham, Tu Viện Mộc Lan, Hoa Kỳ, Thiền Đường Hơi Thở Nhẹ, Paris, Làng Mai, Thái Lan, Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Á, Hồng Kông, Tu Viện Nhập Lưu, Úc, Ni Xá Diệu Trạm, Ni Xá Trạm Tịch, Việt Nam. Tiếp tục mở rộng công trình hoằng pháp và xây dựng tăng thân trên khắp thế giới. Tháng 10 năm 2018, trở về an dưỡng tại Tổ Đình Từ Hiếu, Việt Nam. Vào lúc 0 giờ ngày 22 tháng Giêng năm 2022, an nhiên thị tịch tại thất lắng nghe Tổ Đình Từ Hiếu, nhất tâm đảnh lễ Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Tông Tứ Thập Nhị Thế, Liệu Quán Pháp Phái Đệ Bát Thế, Từ Hiếu Tổ Đình Niên Trưởng Trú Trì, Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn, Húy Thượng Trừng Hà Quang, Tự Phùng Xuân, Hiệu Nhất Hạnh Thiền Sư, Nguyễn Công Hòa Thượng Giác Linh. Chúng con sẽ cập nhật thông tin về chương trình tang lễ trên trang Nhà Làng Mai. Sen trắng trao nhau một đóa sen hồng, để thấy trời cao đất rộng, để thấy lòng người mênh mông. Trao nhau bằng lòng thương mến, hương sen tỏa đến trăm miền, trao thêm những giấc mộng hiền, nhân gian tình về hồn nhiên. Sóng gió cứ cuốn xô ta hoài, nhưng hãy cứ tin vào ngày mai. Tình người rồi thơm ngát hương sen giữa trời, cánh sen hôm nay ta trao người. Trao nhau một cành sen trắng, trao nhau một đóa sen hồng, để thấy trời cao đất rộng, để thấy lòng người mênh mông. Trao nhau bằng lòng thương mến, hương sen tỏa đến trăm miền, trao thêm những giấc mộng hiền,
nhân gian tình về hồn nhiên. Dù đời bao sóng gió cứ cuốn xô ta hoài, nhưng hãy cứ tin vào ngày mai. Tình người rồi thơm ngát hương sen giữa trời, cánh sen hôm nay ta chào người. Dù đời bao sóng gió cứ cuốn xô ta hoài, nhưng hãy cứ tin vào ngày mai. Tình người rồi thơm ngát hương sen giữa trời, cánh sen hôm nay ta chào người. Cánh sen hôm nay ta chào người. Cánh sen hôm nay ta chào người.